Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 24 tháng 12 của Đài truyền hình cơ số VTC. Thưa quý vị và các bạn, không khí Giáng sinh đã bao trùm trên khắp cả nước. Các con phố được trang hoàng bởi ánh sáng và những cây thông Noel. Và điều quan trọng là thời tiết khắp các địa phương trong ngày hôm nay cũng như là hai ngày tới đều thuận lợi cho các kế hoạch đi chơi cũng như sửa sang nhà cửa đón năm mới của người dân. Ở miền Bắc trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông sẽ là hình thế thời tiết chính chi phối khu vực này. Về đêm và sáng trời nhiều mây, độ ẩm trong không khí sẽ tăng và một vài nơi có xuất hiện mưa nhỏ. Nền nhiệt lúc này ở mức từ 19 cho đến 21 độ. Ban ngày trời có nắng và nền nhiệt khu vực sẽ tăng dần. Ở các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, nền nhiệt trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Còn khu vực ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 26 cho đến 29 độ, đường xá khô ráo và thuận lợi cho các hoạt động vui chơi đón Noel của người dân. Theo nhận định xa hơn thì từ tối và đêm ngày 26 tháng 12, khả năng miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới, cường độ của nó khá mạnh và gây giảm nhiệt ở khu vực này. Quý vị nên lưu ý để chủ động có các kế hoạch sản xuất sinh hoạt cũng như là bảo vệ sức khỏe của bản thân. Còn ở miền Trung, thời tiết đang bước vào những ngày khô giáo và có nắng, Trạng thái này còn duy trì trong 2 ngày tới với nền nhiệt cao nhất ở Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt sẽ ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Tuy nhiên, mưa rông ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp hơn từ ngày 26 tháng 12, khi vừa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, lại nhiều khả năng chịu tác động của hoàn lưu cơn bão Nocten trên vùng biển Philippines. Mưa được dự báo sẽ quay trở lại trên diện rộng với lượng từ 100 cho đến 300 mm một đợt. Trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ. Người dân cần chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo của mưa lũ. Xa hơn về phía Nam, trong những ngày tới, thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như ít có sự biến đổi. Ban ngày có nắng cùng với nền nhiệt độ trưa chiều tăng lên từ 27 cho đến 30 độ ở vùng cao Tây Nguyên, còn khu vực Nam Bộ sẽ giao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ một vài nơi thuộc Bình Phước, Tây Ninh hay là Đồng Nai sẽ sấp xỉ 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị theo dõi. Ở phía Tây Bắc Bộ, Hai ngày tới, trời phổ biến nhiều mây về đêm và sáng, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nền nhiệt ngày mai sẽ trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, sau đó giảm thêm khoảng 1 độ. Sang ngày 27, trời nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, nền nhiệt giảm dần. Mức nhiệt cao nhất ban ngày chỉ trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ, trời chuyển rét. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, hai ngày tới, đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi và sương mù rải rác trưa chiều hưởng nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nền nhiệt cao nhất ban ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 27 độ. Sau đó sang ngày 27, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét. Mưa nhiệt cao nhất ban ngày chỉ ở ngưỡng từ 18 cho đến 21 độ. Trạng thái thời tiết chủ đạo ở các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế là nhiều mây về đêm và sáng, có mưa ở vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sang ngày 27, nhiều mây có mưa rào và rông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông. Nền nhiệt cao nhất hai ngày tới đều dưới ngưỡng 28 độ, sau đó nền nhiệt giảm thêm trong ngày 27, chỉ còn từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Sang ngày 27, nhiều mây có mưa rào và rông ở phía bắc khu vực, đề phòng với khả năng có gió rất mạnh trong cơn rông. Nền nhiệt cao nhất ban ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Hai ngày tới, ở vùng cao Tây Nguyên sẽ có mây thay đổi, mưa vài nơi và ngày nắng. Tuy nhiên, sang ngày 27, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Nền nhiệt cao nhất ở mức từ 27 cho đến 30 độ, sau đó còn giảm thêm 1 độ trong ngày 27. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Sang ngày 27, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi, nên nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ, cao nhất ban ngày ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, hai ngày tới, đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hừng nắng, đêm và sáng trời lạnh, nền nhiệt cao nhất ban ngày sẽ không vượt quá ngưỡng 28 độ. Sau đó, sang ngày 27, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét. Mức nhiệt cao nhất ban ngày chỉ ở ngưỡng từ 19 cho đến 22 độ. Đến với những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới gió hoạt động ở mức cấp 4 đến cấp 5, sau có khả năng tăng lên cấp 6 đến cấp 7, có lúc cấp 8, cấp 9. Còn có mưa rông vài nơi nên tàu thuyền của bà con cần hết sức chú ý khi ra khơi. Còn Khu vực giữa biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió có cường độ trung bình trong ngày mai, sau có khả năng tăng lên mức cấp 6 đến cấp 7, trời phổ biến có mưa rông, bà con ngư dân cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật trong cơn rông. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.